cho hai hoàn cảnh là cô Vân và cô Đẹp ở Cà Mau. Hiện tại thì cô Đẹp đang ở trên bệnh viện, cô không có tự đi được, thành ra bây giờ người quen của cô thì tới nhận tiền giùm cho cô. Còn cô Vân thì thời gian vừa qua thì bị nhiễm Covid, nay cũng đỡ đỡ lên thì mới đi đến nhận tiền được. Hội xin thay mặt cho hai hoàn cảnh xin chân thành cảm ơn em Nguyễn Quỳnh Nhi rất là nhiều. Kính chúc em luôn luôn có nhiều sức khỏe để tiếp tục hỗ trợ cho những hoàn cảnh khó khăn ở khắp nơi. Và chị ở bên trái đó là chị đang nhận tiền giùm cho cô Đẹp, còn cô bên phải là cô Vân. Thì hai cha cô và chị nhận tiền xong gửi lời cảm ơn em Nguyễn Quỳnh Nhi đi. Cảm ơn Nguyễn Hồng Nhi nhiều lắm đã hỗ trợ cho cô Đẹp 500 ngàn một tháng. Dạ, tình hình của cô Đẹp sao chị? Cô Đẹp hôm nay cũng đỡ nhiều. Dạ rồi, sau khi nhận tiền xong thì cô với chị ký tên vô trong cái biểu giùm. Tính tên nó tốt của chú này.